Xin chào các em đến với tiết học địa lý 6 ngày hôm nay Tiết học ngày hôm nay là tiết ôn tập để chúng ta chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2 Nội dung ôn tập gồm 2 phần Phần lý thuyết và phần bài tập Phần lý thuyết các em sẽ học 3 phần chính một Chủ đề thời tiết và khí hậu Các đới khí hậu trên trái đất 2. Sông và hồ, 3 biển và đại dương. Phần bài tập sẽ có hai dạng bài tập. Dạng thứ nhất, đo nhiệt độ và lượng mưa trên biểu đồ. Dạng thứ hai, các em sẽ đọc tập bản đồ địa lý 6. Ở phần lý thuyết, các em sẽ có 5 câu hỏi. Câu 1, thế nào là đường chí tuyến và đường vòng cực trên trái đất? Câu 2a, sông là gì? Những nguồn nào cung cấp nước cho sông? Câu 2b. Hệ thống sông gồm những bộ phận nào và vai trò của từng bộ phận đó? Câu 3. Hồ là gì? Có mấy cách phân loại hồ? Câu 4. Độ muối của nước biển và đại dương có đặc điểm gì? Câu 5. Nước biển và đại dương có mấy hình thức vận động? Em hãy trình bày đặc điểm của các hình thức vận động đó thì nước biển và đại dương chúng ta biết có 3 hình thức vận động. Một là sóng, hai là thủy triều. Và hình thức vận động thứ ba là dòng biển. Ở phần bài tập. Bài tập 1. Các em hãy phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa của các hình sau. Hình 1. Biểu đồ nhiệt độ lượng mưa của địa điểm A. Hình 2. Biểu đồ nhiệt độ lượng mưa của địa điểm B và hình 3, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa của địa điểm A. Các em và cô sẽ cùng tìm tháng có nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ là bao nhiêu độ C. Khi muốn biết tháng có nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu độ C là tháng nào, các em hãy tìm trên đường nhiệt độ màu đỏ, điểm cao nhất và từ đó chúng ta biết được rằng biểu đồ địa điểm A có nhiệt độ cao nhất là 30 độ C rơi vào tháng 4 và tháng 5. Tương tự, chúng ta sẽ tìm được tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 12 và tháng 1 với nhiệt độ khoảng 21 độ C. Và những tháng mưa nhiều, đó là từ tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10 những tháng mưa ít hay còn gọi là mùa khô đó là tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4. Tương tự, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm B, các em có thể tìm thấy được tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 12 và tháng 1 với nhiệt độ khoảng 20 độ C. Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 7, nhiệt độ khoảng 10 độ C và những tháng mưa nhiều ở biểu đồ này thì các em thấy được rằng biểu đồ địa điểm B cả 12 tháng trong năm đều có mưa nên chúng ta sẽ chọn những tháng có mưa từ 100 mm trở lên là những tháng mưa nhiều hay còn gọi là mùa mưa. Và từ đây các em sẽ thấy được những tháng mùa mưa ở biểu đồ địa điểm B là tháng 11, 12, tháng 1, 2, 3. Và những tháng mưa ít hay còn gọi là mùa khô là tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và sau đây là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội. Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 6 và tháng 7, nhiệt độ khoảng 30 độ C. Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 1 và tháng 12, nhiệt độ khoảng 17 độ C. Và những tháng mưa nhiều là tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10. Những tháng mưa ít là tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4. Bài tập 2. Dựa vào hình các đế khí hậu trên trái đất, trang 26 và 27 tập bản đồ địa lý 6. Em hãy cho biết A. Địa điểm nào có mưa nhiều nhất và lượng mưa là bao nhiêu mm? B. Địa điểm nào có mưa ít nhất và lượng mưa là bao nhiêu mm? Các em sử dụng tập bản đồ địa lý 6 và sẽ tìm ra được Đáp án A. Địa điểm có mưa nhiều nhất là Singapore với lượng mưa là 2.417 mm B. Địa điểm có mưa ít nhất là Insala với lượng mưa chỉ 15 mm Và bài 3 dựa vào hình các dòng biển trong đại dương thế giới trang 28-29 tập bản đồ địa lý 6. Em hãy kể tên các dòng biển nóng và dòng biển lạnh trên trái đất. Các em dựa vào tập bản đồ trang 28 và 29 thì dòng biển nóng là những dòng biển được ký hiệu là màu đỏ và dòng biển lạnh được ký hiệu là màu xanh dương. Thì sẽ có các dòng biển nóng sau, dòng biển Alaska, dòng biển Bắc Thái Bình Dương, dòng biển ngược xích đạo, dòng biển nam xích đạo dòng biển bắc xích đạo dòng biển guiana dòng biển bắc đại tây dương dòng biển roasin dòng biển roasterim dòng biển guinea dòng biển mũi kim dòng biển mozambique dòng biển kurosio và dòng biển đông australia tương tự sẽ có các dòng biển lạnh dòng biển lạnh california dòng biển lạnh peru dòng biển theo gió tây dòng biển canary dòng biển Somali, dòng biển Bering, dòng biển Benguela và dòng biển Tây Australia. Cô vừa hướng dẫn các em nội dung ôn tập để chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2, cả phần lý thuyết và bài tập. Sau đây là phần về nhà. Các em nhớ học bài theo đề cương và làm bài theo nội dung ôn tập.